Cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 dưới sự tài trợ của công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn. Chào mừng quý vị đến với cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021. Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Thưa bà con và các bạn, nội dung bài giảng kỳ 3 cuộc thi Bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 hôm nay, bà con sẽ nghe chuyên gia nông nghiệp Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn là Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia về thuốc trừ sâu và Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, chuyên gia về phân bón trình bày nội dung liên quan đến cuộc thi để bà con theo dõi, chuẩn bị nội dung tham gia. Trước tiên, mời bà con và các bạn nghe Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia về thuốc trừ sâu, công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, tiếp tục trình bày bài liên quan đến khái niệm thuốc bảo vệ thực vật dưới phần độc tính và quy tắc pha nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật với nhau. Mời bà con cùng nghe. Kính thưa các bác, thưa các bạn nghe đài. Tiếp tục theo chương trình cung cấp thông tin để cô bác nghe. Chúng ta có thêm thông tin để chúng ta tham dự cái cuộc thi bạn sử làm bác sĩ cây trồng trong chương một ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trình bày thêm với cô bác một số những khái niệm về về thuốc về thực vật về thuốc về thực vật thì chúng ta cũng cần biết thêm một số những cái liên quan đến độc tính của thuốc thì nói về độc tính của thuốc á, thì chúng ta có hai cái niệm chúng ta cần phải lưu ý thứ nhất là cái tính độc cái tính độc hay còn gọi là ngược lại là độc tính có nghĩa là cái khả năng gây độc cho sinh vật ở một lượng nhất định nào đó có độ độc á có nghĩa là nó biểu hiện cái mức độ của tính độc là độc nhiều ở ít thì đối với độ độc á, thì người ta là chia làm hai cái khái niệm một cái khái niệm là độ độc cấp tính và độc mãn tính thì độ độc cấp tính là gì à, mình cũng hay hiểu là cấp tính có nghĩa là tức thời và nó được biểu thị cụ thể qua cái chỉ số ld 50 là cái liều gây chết đó. thì mỗi loại thuốc ở trên thị trường nó có một cái cái chỉ số ND50 khác nhau. Nhưng mà cô bác cũng cũng cần lưu ý ha, ND50 càng nhỏ thuốc càng độc cái khái niệm thứ hai là độ độc mãn tính mãn tính có nghĩa là lâu ngày nó tích lũy trong cái cơ thể con người ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì cái biểu hiện này tưởng nó, nó chậm do cái thuốc nó tích lâu ngày cho nên người ta gọi là độc mãn mãn tính để dễ hình dung đó thì người ta phân loại nhóm độc mà thiểu hiện bằng cái nhóm độc và cái vạch màu để mình mình dễ mình tham khảo mình sử dụng ở Việt Nam chúng ta thì người ta phân loại làm bốn nhóm độc có thể hiện cụ thể qua màu nhóm một màu đỏ rất độc Nhóm 2 màu vàng cũng là độc cao. Nhóm 3 màu xanh dương, độc trung bình. Và nhóm 4 màu xanh lá cây, tương đối ít độc. thì để, để mình mình nhìn lên cái nhãn, mình thấy cái vạch màu ở dưới cái nhãn, mình biết là thuốc này thuộc nhóm mấy và nó độc hay nó không, không độc. Này. Các khái niệm nữa cho cũng liên quan đến thuốc, thì chúng ta cũng nên lưu ý là cái thời gian cách ly. thì cái này của bác cũng là chú ý ha, là bởi vì uh, chúng ta tuân thủ theo gia cách ly thì chúng ta bảo vệ cái sức khỏe cho chính mình là cho cái người tiêu thụ sản phẩm. Thời, thời gian cách ly là gì? Người ta định nghĩa là thời gian cách ly là khoảng thời gian ngắn nhất từ khi phun thuốc lên cây cho đến khi cái thuốc phân hủy mà đạt cái mức dư lượng tối đa cho phép, tức là nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thì để cụ thể, thời gian cách ly này người ta tính bằng ngày, tính bằng ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày hoặc một tháng. À, thì cái thời gian cách ly này thì nó biến đổi tùy loại thuốc, tùy cây trồng và tùy cái độ phân giải của thuốc đó. Nói tóm lại, thuốc có thời gian cách ly càng ngắn thì thuốc đó càng cái đậm. Một khái niệm nữa thì chúng tôi cũng xin cô bác cũng hay khi mình dùng thuốc mình mình hay pha chế lại với nhau. À, thì khi mình pha chế thì không phải tự như mình muốn pha cái gì cũng được mà nó có những nguyên tắc. Thì chúng tôi cũng biết là cái mục đích của mình dùng hỗn hợp thuốc đó để tăng cái hiệu lực phòng trừ. thì nếu mà chúng ta có cái ý này đó tăng hiệu lực phòng trừ thì gì? chúng ta cũng nên lưu ý là chúng ta pha thuốc thuốc nó có cái cách tác dụng khác nhau thí dụ thuốc có tác dụng nổi hấp chúng ta với một loại thuốc b có tác dụng tiếp xúc thì cái hỗn hợp đó, đó vừa có tác dụng nội hấp vừa có tác dụng tiếp xúc và chúng ta cũng có thể pha cái thuốc có hiệu quả nhanh hiệu quả kéo dài để nó kéo dài thời gian ra đó cái mục đích chúng ta pha để tăng hiệu lực cái thứ hai nữa là chúng ta pha thuốc để để mở rộng cái phổ tác dụng Này là chúng ta pha thuốc trừ sâu, pha thuốc trừ bệnh, chúng ta phô pha luôn cái phân bón để mình phun một lần, vừa trừ sâu, vừa trừ bệnh mà lại vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. À, cái bệnh thứ ba của chúng ta một thuốc là chúng ta để giảm cái số lượng thuốc, giảm cái công đi, giảm cái tiền. Nhưng mà khi chúng ta pha đó thì chúng ta cũng lưu ý ha, lưu ý, lưu ý nó có nguyên tắc cơ bác. Nguyên tắc nhất là chúng ta không nên pha quá nhiều loại thuốc với nhau, tối đa là hai hoặc ba thôi chứ không có pha quá nhiều là. Cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta không có pha dung dịch bọt đô hoặc cái chất mà có tính kiềm á, tức là pH nó cao á với các loại thuốc trừ sâu trừ bệnh khác. đó nguyên tắc thứ hai. nguyên tắc thứ ba là chúng ta không có pha thuốc vi sinh với thuốc trừ bệnh kháng sinh, à, vì nó sẽ triệt tiêu với nhau. là chúng ta cũng không có nên pha thuốc có đồng với những cái loại thuốc trừ sâu trừ bệnh, bởi vì cái đồng nó có tính sát khuẩn. một lưu ý nữa là khi chúng ta pha thuốc để trừ cho hai đối tượng khác nhau chẳng hạn như ta pha thuốc trừ sâu với thuốc trừ bệnh thì cái nồng độ mỗi loại đó khuyến cáo phải giữ nguyên còn nếu ta pha hai loại để trừ cho một đối tượng sâu hay là bệnh thì chúng ta có thể có thể giảm nồng độ một hoặc cả hai và tối đa có thể giảm 50% mỗi loại nguyên tắc thứ năm là pha xong phun ngay không có để qua ngày hôm sau thì nói chung các bác thì hầu hết các thuốc thuốc thực vật trên thị trường đó, người ta có thể À, pha chung với nhau pha chung với phân bón lá ngoại trừ một số à, thuốc mà có tính chất kiềm như tôi nói hồi, hồi nãy đó hoặc là thuốc có, có chứa nhiều canxi và cuối cùng thì chúng ta pha thuốc thì chúng ta cũng nên tham khảo cái hướng dẫn trên nhãn đó để cho chúng ta có, có thêm cái thông tin thì cũng liên quan đến vấn đề pha thuốc thì có một số bà con cũng hay hỏi tôi là bây giờ pha cái thứ tự cái thuốc nào trước thuốc nào sao thì người ta có một cái nguyên tắc thế này các bác là chúng ta luôn luôn cho các thuốc rắn vào trước rồi chúng ta quậy đều lên trước khi chúng ta cho các loại thuốc sau. Giả sử mình thua cho các loại thuốc cốm hoặc thuốc bột với thuốc nước thì mình đầu tiên mình cho cái thuốc bột hoặc là cốm vào trước, quậy đều rồi cho thuốc dạng lỏng vào sau. thì khi cho thuốc vào lỏng vào sau đó thuốc mà có mà, mà dạng lỏng vào sau thì cũng theo thứ tự. thì thuốc dạng lỏng có nhiều loại lắm, có dạng SC, có dạng EC, có dạng OD. Đấy. thì bây giờ theo nguyên tắc này là cái EC mình cho trước. Ha, mình cho thuốc bột trước rồi nếu cho thuốc lỏng thì mình cho dạng thuốc dạng OC trước và sau đó mình cho dạng SC sau rồi OD sau cùng thì cái này nó căn cứ vào cái cái kích thước của hạt hạt thuốc đó thành chúng ta theo thứ tự đó thì chúng ta sẽ bảo đảm là không hộp thuốc chúng ta nó phát huy tối đa cái hiệu quả tôi nhắc lại ha cho thuốc vạn rắn vào trước WB WDG vân vân bột đó vào trước lắc đều cho tan nếu cho thuốc dạng lỏng thì mình cho OC trước SC sau rồi mới cuối cùng là ô đề thì đó là một số cái cái khái niệm mà chúng tôi cũng xin đề cập đến để cô bác có thông tin. Cuối cùng á, thì cái vấn đề luân phiên thuốc thì chúng ta sử dụng thuốc chúng ta cũng nên lưu ý cái điều này là nếu chúng ta sử dụng hoài một loại thuốc thì cái con côn trùng á, hoặc sâu bệnh á, cỏ đó, thì nó có khả năng là nó nó kháng thuốc. thành ra chúng ta cũng nên luân phiên thuốc để ngăn ngừa cái tính kháng thuốc hoặc là có thể khiến cái thuốc này nó có hình thành nhưng sẽ là chậm hơn. À, thì cái đó thì cô bác cũng nên lưu ý ha. Thì trong chương mục ngày hôm nay cũng tôi cũng đã trình bày thêm cô bác về một số những cái thông tin về thuốc về thực vật. Xin cảm ơn. Trong chương mục sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày một số khái niệm về thuốc về thực vật. Xin cảm ơn cô bác nông dân và các bạn. Bà con và các bạn dự nghe thạc sĩ Quỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn trình bày bài liên quan đến khái niệm thuốc bảo vệ thực vật với phần độc tính và quy tắc pha nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật với nhau. Thưa bà con, cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 là cuộc thi dành cho nông dân tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp nông dân SPC trên cả nước do công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn phối hợp cùng Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VH tổ chức. Bà con đăng ký dự thi theo dõi đầy đủ các nội dung bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 năm 2021 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021 trên chương trình nông thôn Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH phát trên sóng AM 610 kHz vào các ngày thứ tư, thứ năm và chủ nhật hàng tuần hoặc theo dõi trên website spc web spc hcmc vn facebook web facebook com spc truyền thông YouTube, Word, web, chấm, youtube chấm youtube com xuyên bác sĩ cây trồng spc thông tin bài dự thi kỳ 3 đến đây là kết thúc thân ái chào tạm biệt bà con